Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Phú Yên và Bình Định ngập sâu trong biển nước. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực ở Phú Yên và Bình Định bị ngập sâu trong nước. Cơn bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền, tuy nhiên ảnh hưởng của nó vẫn gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Do lượng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Phú Yên, Bình Định đã xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, thậm chí nước dâng rất cao và nhanh ngay trong đêm. Phú Yên, Bình Định ngập sâu ngay trong đêm. Theo đó, ngay trong tối muộn ngày 10 tháng 11, cư dân mạng không khỏi xôn xao vì loạt hình ảnh chụp lại cảnh ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở Phú Yên và Bình Định. Cụ thể, trong loạt ảnh chụp ở Phú Yên, khu vực thị trấn La Hải đã chìm trong biển nước mênh mông, một số nơi nước ngập lên quá nửa tầng một. Người dân dù đã lên khu vực cao hơn để tránh trú, nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Tại Bình Định, nước cũng lên rất nhanh, đặc biệt là ở khu vực như Vinh Canh và ngã ba Phú Tây. Tại một số vùng trũng thấp, nước đã ngập sát mái nhà, người dân buộc phải di dời sơ tán đến nơi cao hơn. Đối với những khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng đã thức xuyên đêm, nỗ lực hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Bà con tại Phú Yên, từ người lớn trẻ nhỏ đến các cụ già đều đã được giúp đỡ khẩn cấp rời khỏi ngôi nhà đang chìm dần trong nước để lên rừng tránh lũ. Lũ lên trên các sông tiếp tục dâng cao. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 11 tháng 11, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục dâng cao. Cụ thể, mực nước trên các sông như sông Bồ tại Phú Ốc, sông Hương tại Kim Long, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại Câu Lâu, nước dâng lên báo động 2 trên mức báo động 2. Các sông như sông Trà Khúc tại Trà Khúc, sông Vệ tại sông Vệ, sông Côn tại Thành Hòa, sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng, sông Dinh tại Ninh Hòa lên trên báo động 3. Do mưa lớn kèm mực nước dâng cao nên nhiều khu vực xảy ra tình trạng ngập lụt, đặc biệt đối với vùng trũng thấp, ven sông hay khu đô thị tại các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Ngoài ra, từ 11 đến 13 tháng 11, lũ trên các sông còn mở rộng ra các tỉnh khác như Quảng Bình và Quảng Trị. Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, lực lượng chức năng tại các địa phương đã không ngừng hoạt động, liên tiếp giúp đỡ hỗ trợ người dân di dời đến nơi cao và an toàn hơn. Hy vọng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn, người dân có thể hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ này.